mua xe ben thay một chiếc cộng nông để chở gạch, chở đá hay là chở vật liệu xây dựng, bao cát xi măng, mà lại rất là dễ luồn lách trong các khu vực ở nội thành hay là khu vực ngõ ngách nông thôn. Thì một chiếc xe ben 2 tấn rưỡi như cũng tài thấy trước mắt ở đây, một chiếc xe ben Cửu Long TNT 2 tấn rưỡi ở đây rất là phù hợp đối với các quý tài nhá. Đấy, thì chiếc này hiện tại đang bán rất là chạy, đặc biệt là khu vực Hà Nội, còn các khu vực khác thì em cũng chưa có số liệu. Đây, nhãn hiệu của em này thì là TMT ZB5024D, tức là xe 2 tấn rưỡi và động cơ 50kW. Đấy, nhắc đến động cơ thì em Hoàng xin gửi các quý bác các bác tài là giá đầu tiên của em này thì đang là 323 triệu có tài nhá. 323 triệu đối với đời 2023. 323 triệu. Thì xe ở đây thì dùng loại động cơ là quan trai. Quan trai công suất là 50kW có tài nhá. 50kW với động cơ là 4 máy ga điện. 4 máy ga điện. 50kW tương đương với khoảng hơn 70 mã đấy, 70 mã. Hộp số thì có 6 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Đấy, 5 số tiến, 1 số lùi, và đây là xe 1 cầu. Thì các tài lùi xem là xe 2 cầu thì từ 5 tấn trở lên mới có xe 2 cầu nhá. Thùng của em này thì thùng 2 khối 2. 2 khối 2. Đấy, thùng là 2 khối 2. Giá đấy thì có thể trả góp là tầm khoảng 90 triệu có tài lấy xe rồi. 90 triệu lấy xe rồi có tài nhá. Thì đây là chính là ống thở của xe, ống thở của xe. Đấy. Lốp ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cô lốp ghi luôn ở đây nhé. Cô lốp ở đây là 600-15, cô lốp 600-15. Loại lốp ở đây là loại lốp Đà Nẵng DRC. DRC là loại lốp Đà Nẵng, loại lốp truyền thống của TMT. Với Otake thì là 6 Otake. 6 Otake, đằng trước thì sẽ có nhún giảm chấn của tài rồi chứ nhé. Đấy, nhún giảm chấn. Thì đây là hệ thống khung cầm của xe. Đấy, nhiều bác xem kênh của em là quen với xe to rồi giờ sang xe nhỏ thì nó cũng hơi bé một tí, nhưng mà đây là dòng xe nhỏ của TMT nhá. Đấy, ở đây chúng ta sẽ thấy nó gồm có là 5 lá chính và 3 lá phụ, 5 lá chính và 3 lá phụ, với lợi nhíp lá ở đây dài tầm khoảng là tầm 5 ly có tài nhá, tầm riêng là tầm khoảng 5 ly. Đấy, lá phụ này thì sẽ mỏng hơn một tí, lá phụ thì tầm khoảng 4 ly, còn lá chính là khoảng 5 ly. Đây là số khung của xe. Đấy là kết cấu khung cầm của xe ben 2 tấn rưỡi. Thì nếu bác tài là muốn lên dòng 3 tấn rưỡi phanh hơi thì chuẩn bị ra tầm khoảng là tầm một chút nữa thôi, tầm khoảng 20-40 thôi, tùy từng khu vực, tùy từng thời điểm nhá. Đấy, hiện tại giá con 3 tấn rưỡi phanh hơi thì nó chỉ dao động tầm khoảng là tầm quanh 3,5 đổ về. Đấy, 3,5 đổ về. Bình dầu con này thì đã lên bình dầu inox này. Thì bác tài khi mà đi đường sẽ không lo hắn gì. Đấy, chúng ta sẽ có cái bơm tay ở đây. Đây chính là bơm tay này. Động cơ hộp số. Đây em Hoàng sẽ quay phần cầu xe cho các tài xem. Đây là cầu xe của xe nhá. Cầu của xe này thì có thể chở quá tải ở tầm khoảng 4 đến 5 tấn là được. Đấy, với cái cầu 3 tấn này thì không vấn đề gì cả. Cầu của Cửu Long. Đây là xi này, xi của hai lớp của dòng TMT Cửu Long này. Đấy, xi hai lớp nhá. Dòng Cửu Long thì kể cả xe nhỏ xe to thì đều là luôn xi hai lớp. Xe ben nhá. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đây rơi vào tầm khoảng là 22 3 cộng 2, tức là 5 ly, dày 5 ly. Thì dòng xe nhỏ này thì chassis chỉ tầm đấy thôi, chứ không dày lên tầm khoảng 11 ly, 12 ly làm gì. Thì sẽ quá là cồng kềnh cho xe, nặng xác xe lắm. Về nội thất này, nội thất xe thì xe TMT thì thiên về là động cơ và thực dụng, chứ nội thất này cũng cho chút mấy. Nội thất thì vẫn là kính quay tay thôi. Người ta như quốc tài là hoàn toàn có thể đổ thêm kính điện ở đây, khu vực ở đây quốc tài nhá. Thêm kính điện nhưng cái đấy thì cũng tùy thôi. Thì xe được trang bị sẵn là loa ở hai bên cửa này. Và nội thất của xe đây. Thì bạn sẽ bật bóng lên cho quốc tài xem nhá. Đấy, bật bóng lên công tắc ở đây của quốc tài này. Gió thì xe có 4 núm quạt gió nhá quốc tài. 4 núm quạt gió. Và được trang bị là 3 chỗ ngồi nhá. Em quay ở đây đang khá tối. Đấy, em bật đèn lên. Đấy, đây là bộ đồng hồ của xe. Cái đồng hồ của xe này. Đây là vẫn là hai đồng hồ cơ và bộ đồng hồ kia số giữa. Đồng hồ kia số giữa này thì cũng là khá đơn giản thôi. Đây, xe thì đèn vàng full nhá. Đây là bóng đèn halogen. Vô lăng 4 chấu mạ logo TMT ở giữa trông khá bắt mắt. Và cái cần nhiều bác tài cái sang xe nhỏ này không biết cần lên mẹn ở đâu thì đây em Hoàng lắm nhá. Đây cái cần xe ở bên phải nhá, chứ không phải bên trái.
Đấy, chúng ta sẽ áp dụng cả hai cần này. Đấy, áp dụng cả hai cần này luôn. Đấy, đầu tiên các bác tài gạt cái này về gạt cái tay trang này về đằng sau, xong rồi kéo cái này về đằng trước. Rồi chúng ta nhả côn dần là sẽ được thôi. Đấy, lưu ý nhả côn dứt khoát nhưng mà đạp ga đệm ga vào nhá. Đây, núm điều hòa này, núm chỉnh điều hòa xe chưa có sẵn điều hòa đâu các tài. Đấy thì đấy là nội thất của một em Ben là 2,5 tấn. Đây như các bác tài thấy ở đây thì là em hoàn đang không khóa. Đây. Nếu mà các bác tài lên Ben xong mà không kéo khóa cái này lại ấy, thì là hơi nó sẽ giảm dần, nó sẽ tụt dần xuống như này. Đấy, các bác tài lưu cho em ở dòng 2,5 tấn này. Đấy thì vậy là với số tiền tổng khoảng hơn 35 triệu và trong góp tổng khoảng 90 triệu lấy xe thì các bác tài có đầu tư chiếc xe 2,5 tấn này không? Thay một chiếc công nông thì xe này rất phù hợp để thay một chiếc công nông. Thì nếu mà bác tài nào có nhu cầu gọi cho em Hoàng nhá, 0383 368 18, và bên em có rất nhiều xe. Đây là cái kho gọi là giữ những chiếc xe đã được cọc xe. Đây các bác tài là khi mà ví dụ đặt cọc con này này, đây có con này, ngay cả đặt cọc con này sẽ được lưu giữ ngay trong nhà kho nhá. Còn ở ngoài đây là những chiếc xe lái thử của em Hoàng để ngoài đây. Em Hoàng lên rất nhiều video về những chiếc xe lái thử rồi. Thì cuối cùng các bác tài nào có nhu cầu gọi cho em nhá. Em Hoàng xin kính chúc các bác tài một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào.